Em Quang Vững xin kính chào quý bác. Hôm nay thì em Quang Vững xin giới thiệu đến quý bác một chiếc đồng hồ Upni của thương hiệu Junghan đến từ đất nước Đức. Thì hiện tại các bác đang theo dõi em Quang Vững làm video thì trong sản phẩm bên cửa hàng Quang Vững thì có rất là nhiều những chiếc sản phẩm đồng hồ các kiểu khác nhau, từ đồng hồ tạ cây, đồng hồ treo tường cho đến đồng hồ đề co, rồi là những vật để phản đề co cho vân vân. Đấy, và đây đồng hồ đề bàn xin giới thiệu của bác là chiếc đồng hồ đề bàn Junghan đến từ Đức. Nó có kích thước chiều cao là 30 cm và chiều đường kính chú trọng nhất là 20 cm. Một bộ máy chạy bền bỉ của Đức nên có khoảng một tuần trời chúng ta nên có một lần. Và mặt số là mặt số men, và thấy nhìn rất đẹp khi mà các bác để ở trên bàn làm việc của các bác, hoặc các bác mua tặng, hoặc các bác để ở phòng làm việc, ở trên phòng khách của các bác rất là ý nghĩa và cực kỳ tuyệt vời. Còn lắc đi lắc lại tiếng tích tắc, lúc nào cho ngôi nhà của chúng ta có sự sống trong ngôi nhà, tích tắc rất là vui nhộn và điều ý nghĩa của thời gian và tuyệt vời. Thì bây giờ em sẽ mở cái úp ni này ra. Đấy, em mở cái ni ra và tạm thời em để cái ni tạm ở dưới này. Đấy, cái mặt bác thấy cái mặt nó rất là đẹp. Đấy, mặt còn rất là đẹp. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Và nó có chữ Junghan ở Germany. Nó quả lắc bên dưới đấy rất tuyệt vời. Bên trên này có quả chuông thì cứ một tiếng nó sẽ đánh điểm con một lần. Đó, nhéo đấy, một tiếng thôi nha, một tiếng mới con một lần thôi đó. Và các bác nhìn hoạt động của nó, cái bộ máy nộ thiên các bác đang xỏ ra nhìn rất là sinh động và cực kỳ đẹp. Đây em soi các bác nhìn này, có một ổ cót duy nhất đấy, khoảng một tuần trời nâng cấp một lần đấy. Và các bác đang hoạt động như này, ở ngoài chúng ta nhìn rất là rõ mục đích của nhà sản xuất cố tình thiết kế vậy để mang các bác cách đề co, để mang cái chuyển động của chiếc đồng hồ, chuyển động của thời gian, thời gian trôi đi, một chuyển động của mỗi lúc làm việc của chúng ta, quãng đời của chúng ta, vân vân. Đây là thương hiệu Junghan đấy, G hay gọi đồng hồ G cũng ở xưa đã được đặt đây. Cái mã là 791 và 681, thương hiệu Junghan để sản xuất tại Đức đấy. Và một chiếc đồng hồ nguyên bản đến từ Đức ở trên được giới thiệu của bác để khi mà chúng ta để cho phòng làm việc hoặc để phòng khách, hoặc là chúng ta mua tặng rất là ý nghĩa, cực kỳ tuyệt vời. Khi mà trang bày, bác nào giao lưu chiếc đồng hồ này thì xin được giao lưu với các bác là 7.500.000. Bác nào yêu thích xin gọi cho em. Đồ Châu Công Vững xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bác ở Đồ Châu Công Vững.